Còn Viking GG họ ban đi hai hero, đó là một con Morphling và một con Phoenix. Morphling thì thường là những team đối đầu với cả OG luôn ban, bởi vì top săn cầm con này ở mid quá hay. Chính Và quan xác. trọng là OG họ có rất nhiều bài quanh cái con Morphling này. Kể cả Morphling mid ăn dying oan in. đánh được. Morphling không, anh nghĩ là chỉ đi mid thôi. Và họ hay có bài là Morphling ăn dying này. Morphling Berserker. Earthshaker, Morphling Spirit Chính xác. Breaker, Morphling Earth Spirit. Nói chung là họ có rất nhiều bài quanh cái con Morphling này. Chỉ cần Morphling có mana với cả gậy xanh là bên Chính phía xác. của OG có thể sờ bốn rồi. Earthshaker là lựa chọn đầu tiên dành cho Viking. Còn về phần của OG đó là một con Puck. Earthshaker, một hero sắp 4. Khó chơi đấy, nhưng mà khi mà đủ đồ thì là cực kỳ mạnh. Blink Shard. Và nếu mà giàu hơn Cực thì có kỳ thể là khó chịu. Etherland. Chính xác, có thể khiến cho đối phương bất tỉnh là chuyện bình thường. Đối đầu của Earthshaker về late game, anh nghĩ là những support hoặc là kể cả core, không phải là carry thì cần phải có cho mình một cái Yungdit. Nếu mà không có Yungdit, cảm giác bất tỉnh là rất có thể. Bên Viking GG họ chọn thêm một con support nữa, đó là một con Enchantress. Một con Enchant à, để đối đầu với cả một con Puck. Puck này khả năng sẽ được đánh bởi top sơn đi mid thôi. Lại lên EB first item chăng? Có thể, nhưng mà thường thì bây giờ sẽ là hướng đến ơn trước đã. Có ơn vào đi gank sẽ hiệu quả hơn. Bởi Bắc bây giờ top sân đánh thì cái phong cách đánh của top sân thì đã là hổ báo băng trụ rồi. Nếu mà có thêm một cái ơn giết được đối phương, có thể sử dụng ơn để thể hồi lại cái lượng máu của mình đã mất khi mà băng trụ. NP rất có thể dành cho sếp. Và tôi đang chờ đợi một con Enigma của NoTail. Bởi vì dạo đây tôi thấy con Enigma của NoTail công nhận là hay anh em ạ. Cảm giác đi lên cái lane sếp mà có một con Enigma sắp 5 thì cái lane đấy nó không bao giờ bị đẩy lên cao được. Enigma liên tục là ăn đi những cái con creep tay dài và carry farm rất là thoải mái. Lane thấp mà. Carry lúc nào cũng chỉ đứng trước trụ nhà mình thôi. Farm được, không sợ đối phương gank vào. Và Enigma ở NoTail không chỉ là ở giai đoạn đi lane đâu. Về sau anh tạo đi roam gank rất là hiệu quả với những cái pha Black Hole chỉ là solo kill thôi, chỉ là để giết một mạng thôi nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Bên phía OG em thấy họ đang ban đi những con hero đang gọi là hot pick ở thời điểm hiện tại. Bad Rider này, Nick Assassin và kể cả là một con Beastmaster đều là những hero hot pick. Còn Viking họ lại ban đi một con Clockwake à. Họ sợ một con Clockwake đánh ở vị trí sắp 4 à. Sắp 4. Cái chiến thuật này thì OG đã sử dụng khi mà đối đầu với cả Nygma. Chính Đó xác. là Sep cầm một con NP và Clock trong tay của Sasha. Một trận đấu mà hủy diệt hoàn toàn cái lab bên phía của team Nygma luôn. Medusa carry của Miyako không farm nổi. Sasha đánh Clock. Uy tín đấy. Một Hook con shot các hero thứ khả năng chuẩn đi luôn. gank, đi gank kết hợp với NP rất hay. Đúng rồi, chỉ cần là Clock hút shot vào, cock lại là NP đã có mặt với Chính cái xác. teleport của mình để thể dồn thêm đam. Họ ban đi liền một lúc hai hero có khả năng đi gank mạnh nữa, đó là Tuska và À, Earth em thấy không? Spirit luôn. Sasha vừa lắc đầu bởi vì bên phía Sasha bị ban hết luôn. Viking là họ êm vào Sasha nhiều. Nhưng mà Pango thì OG tự ban rồi. Ô, thế đúng là Sasha đang cảm Sasha giác bây là giờ đánh gì? hơi bị mất nhiều hero quá này. Clock, Tớt, Earth Spirit và Pango thì cũng đã bị ban đi. Trước đó thì là Cả Nick Nick Assassin. Assassin. Ồ, thế thì đúng là sắp 4 bây Không còn giờ. cả Earth Earthshaker nữa. Nó NP thì thường phải đi cả một con sắp 4 thì phải là tay ngắn thì mới hiệu Đúng quả. rồi, phải là một con tay ngắn có khả năng gank, roam gank Em được. vẫn còn em ạ. Earth Spirit. Đây, ban rồi anh. Spirit Breaker, anh nhầm. À, Con bò điên. Con một bò con điên đánh đúng Barathum à? 458, đúng rồi, Một con Spirit Breaker. Barathum. Liệu Sasha có sử dụng một con Barathum ở trong trận đấu này không? NoTail buộc quả tóc này thay đổi quá nhỉ? Nhìn trông... Chắc Covid cô vèo lười đi cắt tóc. Mấy hôm nay thì mới đến Coming Out rồi, Chính xác. online rồi. Không còn là chơi online nữa. Họ đang tập trung cho cái vòng loại này. Rõ ràng khi mà năm nay thì chỉ có hai mùa Major. Và đội nào mà lọt vào top 3 của một Major là đủ điểm đi TI luôn. Mà TI năm nay thì giải thưởng nó lại là Giải cao thưởng hơn là năm cực ngoái. cao. Không có team nào mà không hướng đến TI cả. Đặc biệt là những cái ông top team thì họ lại càng tập trung vào cái tiền thưởng của TI. Gần như là chỉ cần vô địch TI thôi. Một năm chỉ cần hướng đến TI thôi. Mấy cái Major thì không cần vô địch cũng được.
Đây thì TI chỉ là cần top Shad em ạ. 5 thôi. Đúng rồi, Ông này đây thì là là Shad. Shad. Ông là Dota hèn đấy, nếu mà anh em còn nhớ. Void hay là con gì PA thứ toàn lên đồ thủ rồi, PA thì BKB gậy xanh, Void thì Lincoln. OG họ chọn một con hero nữa cho Sakasa. Ồ, Rubik Đó à? là một con Rubik. Ồ, thế cũng được, cái lane NP Rubik rất là khỏe. Chính xác. NP Giật có đấy, Rotten Rubik Bone cực kỳ thì trừ đau. đam. Và OG họ ban đi một con Root Mother. Một con nhện. Họ sợ một con nhện đi mid à? Có thể nhện bắc cũng khó, khó lòng có thể clear được hết cái đàn nhện. Nhện thường thì anh ta khi mà đủ nhện con sẽ đẩy vào farm rừng thôi, cũng không để trước mặt cái con bắc này làm gì cả. Lựa chọn tiếp theo bên phía Viking đó là một con DP rồi. Đây là mid one rồi. Chúng ta vừa nhìn thấy DP. hình ảnh mid one. Để tôi nghĩ xem nào. DP đi off với cả Earthshaker sắp 4 như thế sẽ là hợp lý hơn, chứ DP đi mid cả bắc thì cái Spirit phần cái hút máu thì nó không có quá nhiều hiệu quả lắm. Còn bác này nếu mà bị hút máu thì anh ta có thể để ọp đi, Đúng hoặc rồi. là sử dụng cái Wounded Reap thôi. Cái Silent cũng có thể di chuyển được một khoảng để có thể break đi cái hút máu của DP rồi. DP offlane đi, đi ở Seeker. Đương nhiên chúng DP ta không thì thể loại bỏ khả năng DP đi mid được, bởi vì là thực ra DP đi mid với Park thì nó vẫn là kèo hòa. hòa thôi. Kèo hòa. Nhưng Anh mà thích đẹp liệu, offlane. đúng rồi, em nghĩ là liệu Viking họ có sử dụng ở mid không? Bởi con DP này chuẩn ra thì nó không cần quá nhiều đồ. Nó chỉ cần đủ cái lượng level thôi. Đồ chỉ cần BKB, cái lốc trước BKB là có thể đủ combat rồi. Thả ma ra, dí hút máu, silence đối phương và cứ thế đuổi theo và dí thôi. Không cần quá nhiều đồ, thành ra đi offlane cũng ổn. Thì đây là một con tay dài. Undying. OG bạn pick một con Undying. Em có linh cảm là OG họ sẽ pick có thể là Monkey King hoặc là Mang cái kinh á. một con Red King. Kinh à. Mang kỳ kinh thì cũng tạm ổn khi mà có một cái Dream Coin giữ chân để mang kinh có thể vẽ vòng. Còn quét kinh thì xem nào. Nếu mà vào combat mà đàn xương phải cẩn thận đấy. Bây giờ đã có đệ của NP rồi mà còn quét kinh mà gọi thêm đàn xương nữa ra thì Earthshaker echo một phát thôi thì rất nhiều đam. Viking họ chọn một con DK rồi. Vậy là DK mid. DK đi mid và DP sẽ đi off. Chính xác. Với cái meta này thì DP không cần đi mid. Để mà DP đi mid thì cảm giác như là hơi tốn tài nguyên. Với con DP thì chỉ cần lượng tài nguyên ở offlane thôi là đã đủ để có thể chơi rồi. Đi cây đi cả bắc thì đây là một cái kèo cả hai cùng farm. Và tôi đã xem cái cách mà top săn xử lý khi mà gặp một con đi cây đi mid rồi. Tức anh ta sẽ mua cho mình khá nhiều nun. Có thể lên 2, thậm chí là 3 nun để có thể last hit và deny thi với cả cái con DK này. Lượt pick Ban cuối. Medusa, ok. Cả hai team thì họ sẽ hướng đến carry thôi. Và trong những cái vượt lít cuối thì đều là ban đi những con carry. Bên OG họ ban đi một con Blood Seeker. Một con Blood để có thể kết hợp với cả DK. Mình Khá chưa là về khó Bắc chịu. Giang anh em ạ, bởi vì hôm nay thì định gọi xe nhưng mà nhà xe thì kêu là mùng 4 thì mới làm việc. Thì là mùng 2, mùng 3 thì thôi chưa về được thì sẽ ở Hà Nội phục vụ anh em và mùng 4 thì tôi sẽ về. Viking, tôi nhớ là họ có sử dụng DK và chiến thắng Ligma ở trong cái loạt trận trước. Nên là cái con DK của Viking biết chơi đấy, không phải là lượt bích quá an toàn đâu. Đúng là đi bắc thì DK sẽ xanh mà. Và DK xanh thì có nhiều đồ về lên game gánh được luôn. Cái con tướng này nó chỉ là con DK nó hay bị một cái là mình hay cầm DK thì đi mid thì thường tập trung quá vào cái việc gank, dễ bị thọt đồ. Chính Nhưng cái xác. con này mà đủ đồ thì khỏe nhá. Khỏe dã man luôn. Và bên kia OG đang hiện tại đang không đủ đam để núp chết con DK này. Hơi khó đấy, đúng là như vậy. Bây giờ mà anh ta có cho mình BKB, Blink BKB, AC nữa thôi là khó giết rồi. OG họ ban đi một con Rikimaru à? Được, Một con Riki thì Riki. meta này mạnh mà. Và Viking họ pick Red King rồi. Thế thì sao? Thế thì Noteo còn cái gì nhỉ? Noteo còn Zac. Zac cũng được. Sacanat. Với cái meta này thì anh nhớ là Noteo, à không, chính xác phải là Mid Mid One. Mid One anh ta có chơi Riki này, có chơi Zac và Quét Kinh có chơi nhưng mà Riki không còn, Quét Kinh không.
Chơi rắc đi, rắc cũng ổn mà. Rắc hoặc như em nói là Monkey King đều là những Kinh. lượt pick mà em nghĩ là ổn. Monkey King đi cả DP không khoai lắm. Monkey King đi cả DP hơi mệt, bởi vì cái support đi cùng anh ta đã là một con không có disable rồi, Adaing. Thành ra là nếu mà là Monkey King thì sợ không giết được người. Luna. Wow. Wow, Luna Một chơi lượt bút pick rồi. Luna. Vâng, Một Big sau đó là vỗ tay đến từ đầu tiểu. À. đánh đi. Thế Tầm này à, ăn tất. hợp lý rồi đấy. Luna đi cả Undyne. Đúng là xải tay dài. Combat sẽ là rất mạnh đây. Đồ đêm coi lại. Sau đó là Luna sử dụng ulti. Thêm một cái cọc ra nữa. Hay Rất hay. khỏe. Luna thì có đánh rồi. Và bây giờ thì bật cho anh cái tiếng in game lên. Chúng ta sẽ nghe thử xem là mấy caster nước ngoài phân tích như nào. I've been debating back and forth about Luna a lot. I'm ready to see it in action. It looks like a really good Luna game, so I'm gonna go with OG, but I'm skeptical of Luna and look forward to seeing what they do with it. 10 seconds remaining. All right, thank you very much. Yeah, I think it's really important to see how they play the puck deep into DK matchup. How does OG respond? Do they just bring everyone there when DK tries to pressure? If they take that tower early, DK can often feel lost because you always need to be with advantage on that lane. And that alone might give the Luna the space to have a Ở free cái game. dấu So I này thì like what cảm OG giác như has, là and bên phía I think của they should be able to do OG it. họ không quá I think support thủ Viking have the mà better draft một con personally, Adaing but thì I'm khả năng worried about their thua laning chỉ phase từ and cái about sở hữu Sevon thôi, as Nature's và Prophet. Like đó they're gonna sẽ need to play là a really đủ solid mồi game máu ở and dạng mid take the game right để fights, mid which game OG để in their cho draft được are kind con of và geared nhìn around cái not lap từ allowing. Viking đó First là cái Rosh chùa wins the game for whoever thêm takes cả it. Echa tu tâm What we heard của Boom Isaac say it và có earlier hơn in the có in his DK interview nữa. is like it can Khả be năng anybody's đi game sau depending bộ họ on rất who mạnh. Bây giờ shows nếu up, mà who wakes up Luna mà more aim prepared thẳng on the day vào of the sợ rằng game. We're gonna Isaac find sẽ out mid who game không takes cứu. the first Lúc đấy game là in the ở best giai of đoạn three mid game series and thì mid head over game to thì Moxie and chưa Purge. biết thế nào. It's shake Đến cả game đấu này thôi. Các caster nước ngoài họ đang rất trông chờ vào một con Luna. Và ngoài ra thì họ trông chờ vào việc vắc đi mid thế nào với DK để có thể tạo khoảng trống cho Luna farm và push sớm, đẩy sớm. Đều là những cái suy nghĩ mà cũng giống như anh Hiếu vừa mới nói thôi. Thì game đấu này thì nếu như để kéo về late game thì Viking họ sẽ có cửa mạng cao hơn. Nhưng mà liệu có kéo được không với một cái lineup push rất khỏe của bên phía OG. Không nghe tôi nói gì ạ? À? Ok, sau đây anh em. Thế thôi. Bây giờ thì vào game thì sẽ không có tiếng caster nước ngoài nữa. Không sao cả. Mic anh Hiếu bị nhỏ á. Ok, để bọn mình sẽ điều chỉnh nha. Đâu, để tôi nhìn xem vi mic thì xem tôi nói thì... Ok mà. Ừ. Hơi nhỏ nhưng mà... Không, khi mà mình nói to thì nó cũng lên đấy anh ạ. Ban nãy thì mình nói không quá to. Ok, được rồi, được rồi. Bây giờ anh em thấy ổn hơn đấy nhỉ? Anh Liver fan thua Liver. rồi, tí MC thua nữa là đẹp, đúng đúng là như thế. Em bảo gì? Anh fan Liver. Không, À Liver không. thua, anh fan MU. À thế à. Liver cả MC thua thì tất nhiên là anh phải là fan MU rồi. Cái mình vừa chia sẻ ban nãy thì mình có thể nói lại là mình sợ rằng bên phía của team OG thì không có support thủ, tức là chỉ là một con Undying với cái Soul Reap. Thì ở giai đoạn mid game thì có thể nếu mà bên phía team Viking họ dồn đa vào Luna thì cái Soul Reap ở mid game có thể cứu được. Nhưng về late game thì câu chuyện nó sẽ khác, bởi vì đây là Earthshaker, đây là DK sẽ là sở tăn đến chết cái con Luna này. Nhưng đấy là câu chuyện về late game cơ. Để xem là bên phía Viking họ có đánh được đến giai đoạn late hay không, và đến late họ có bị dẫn hay không đã. Luna của OG thì chưa biết được đâu, bởi vì OG họ đã từng đánh con Luna này theo cả đường đam vật lý cũng như là đường đam phép rồi. Nhưng mà ở game đấu này thì anh nghĩ có lẽ là thôi đam vật lý nhỉ, vật đam vật lý lý thôi, đam phép chứ đam thì phép mà dồn vào đi cây đã DP mất rồi kinh thì nhá, Red King nữa mất kinh thì hai mạng mà. chính xác Cảm nghe giác là chừng là không ăn thua. thấy một cái ulti của Luna thì Red King anh ta hứng luôn cũng được Một cái mạng cái đầu bài có tiên. thể xử lý tất cả. Nhưng mà NP của sếp thì là căng nhá, NP của sếp farm nhiều và đam cũng rất là lớn đấy. Anh ta thường là đánh một con NP theo cái đường đam luôn, Orchid BKB, không phải là một con NP búp đâu. Đấy, anh em có thể nhìn thấy, tôi đang nhìn thấy là top săn là anh ta đã là quick buy hai cái nun rồi. Đi cả DK thì top săn sẽ mua nhiều nun. Khezu làm gì ở đây nhỉ? Khe du anh ta đổi len. Ơ sao Khe du nhỉ? Khe du đánh thay ai nhỉ? Thông tin này chưa Cái check anh em ạ. này
tại sao lại có Khezu nhỉ? Ủa sao lại có OC1 ở đây này? Hỏng rồi. Vâng, tôi chắc là Khezu đánh thay, nếu mà là DP thì đánh thay cho Tobi à? Tobi. Sao lại có OC1 này? Hỏng. OC1 vừa lên rank 1 nhá. Đang đấy. Đánh thay Tobi, ok. Để xem là Khezu sẽ thi đấu như nào đây. Tôi vừa được biết một thông tin là Khezu mới lên được rank 1 ở server EU. Khá căng. Căng đấy. Tối thì gọi Khezu là OC1, chứ với tôi thì Khezu nói là chất luôn. Không đùa đâu, tuy là thành tích không quá nhiều nhưng mà cũng đã từng thi đấu cho Secret. Đánh tay đàng hoàng. Khezu em thấy đánh ổn rồi. Được. Dưới này thì NP, nếu mà phải đi cả một con Enchant thì là sẽ là cái khả năng Harass sẽ bị giảm đi, để Enchant anh ta sẽ bắt mất một con đệ của NP. Đảo ngược lên khi mà Wood King với cả Enchant xuống bot. Và bên phía OG thì cũng vậy, họ đẩy một con NP với cả Undying ở dưới xuống bot này để Luna và Rubik đi ở trên top. Clan này là clan tương đối vất vả dành cho Khezu đấy. Team bạn là hai vị tướng sải tay dài, khả năng Harass cũng rất là mạnh. Nhìn xem, Khezu mới chỉ farm được cho mình 3 creep thôi. Trong khi đó thì Midwan đã là 6 rồi, gấp và đôi. Deny 7. Quan trọng nhất là deny 7. Đúng. Ở giai đoạn đầu tiên, 2 phút đầu tiên. Deny nó cũng khiến cho đối phương mất đi rất nhiều điểm kinh nghiệm. Và ở lên mid thì có thể thấy DK đang thắng tương đối mid. Khi mà anh ta last hit được 13 creep so với 7 creep của Thompson. Thực ra thời điểm đầu game này thì hai team họ sẽ farm hòa thôi. Họ sẽ cần một chút level thì có thể canh được. Sắp cái ông No Tail mặt No Tail mới đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao trông khác hẳn đấy? Hỏng rồi. Mấy ông ESL này sai tên player, bây giờ phải tắt cả cam đi rồi em ạ. Mấy ông ESL làm ăn chán lắm. Lỗi rồi. No Tail thì vừa có cho mình một pha đi cây đôi để có thể harass cũng như đẩy cái lượng sờ chen của mình lên. Vừa có máu, vừa có thêm đam tay. Ở đây Sasa đang gặp dồn đam. Nhưng mà có vẻ như Sasa có thể di chuyển về rồi. DP cũng không dồn lên nữa, anh ta không đủ skill. Mà Luna deny tín quá, deny đến tận 10 creep rồi mid one đánh. Lên này khó mà. Chính xác. Bởi vì nó là hai con tay dài, Usaker sẽ không hỗ trợ được nhiều. Thành ra là Luna anh ta sẽ thoải mái trong việc farm, last hit và deny. Ở dưới bot này thì No Tail sẽ là đối tượng bị harass vào. Và ngược lại, cái con Enchant ở đây. Khezu Midwan bị kẹt lại kẹt rồi này. Chưa biết thế nào nha. Nhưng mà chưa biết là có ăn nổi không đấy. Có đẩy nhưng không đủ đam rồi. Khezu vẫn đang cố gắng khô máu. Và anh ta là người nằm xuống. First blood dành cho Midwan. 11k thì vẫn cứ là OC1 thôi. Đùa thật sự. Dương skill và ngay lập tức là một mạng dành cho Midwan. Đã farm xanh lại có first blood. Hỏng rồi. Xanh quá. Dưới này thì Wood King anh ta có 12 creep, trong khi đó NP là 18. Đùa chứ, sếp TP quả nhà quê dã man luôn. Vâng. Đó là 7 điểm sở tích, cũng như là thêm một cái Fairy lá cân nữa. Fairify. Để Midwan có thể lật kèo. 2 điểm Lucian Beam, 1 beam chết luôn, không nói nhiều. Vừa rồi thì sếp anh ta vừa mới TV hơi hớ hênh, thành ra là không được về nhà để lấy đồ cũng như là regen cái lượng máu lượng mana rồi. Có phích xùa để có thể cho Khezu đi về. Clan khó dành cho anh thằng Khezu này. Thật sự là tôi rất thích xem OG chơi, bởi vì cái cách mà họ chia lane cũng như là cái ban pick của họ thì luôn luôn là ảo diệu, rất khó đoán. Một cái lượt pick và Luna và làm cho con DP này đang gặp khó rồi, không thể đè được lên. Ở đây đang có tranh chấp run ở phút thứ 5. Và có vẻ như là bên phía Viking GG họ sẽ ăn được 3 rune thôi. Nào, đang muốn di chuyển để có thể fix xùa đẹp. Phải là block đường, mà không được rồi. Đây là một con Luna. Tầm nhìn ban đêm, nếu mà không nhầm thì vẫn là rất tốt. Rất nhiều đệ được tạo ra ở đây. Đệ NP, đệ Good King và thêm một con Centaur. Aramid. Aramid đang thấp máu nhưng mà vẫn hơi khó giết. Khi mà Luna chưa có thể sử dụng được cái Lucian Beam của anh ta. Bắc. Trông hòa thôi. Mà khi mà đi cây hóa form lên thì công nhận là Bắc sẽ là thiệt hơn một tí. Thường thì khi mà đi cây hóa cái form đầu tiên thì các team hay cho support di chuyển ra để sát đao luôn. Nhưng mà ở trong trận đấu này là Undying
với cả Rubik thì hơi khó để có thể đi roam canh. Boom vừa bị deny mất con xe, rất khó chịu. Đang cố gắng đẩy grip thôi, họ có xe, họ có một con DK đang hóa form. Và bên kia ở team Viking họ muốn ít nhất là lấy cho mình nửa máu ở cả trụ mid đi. Thứ 6 này ăn trụ luôn thì là khó, nhưng nửa máu thì chắc là làm được. Sát xa ăn được cho mình, đó là một cái run hết rồi. Và hai support của bên phía Viking GG đang cover ở mid. Phải ra thôi. Để giúp cho Boom lấy được lợi thế. Xem nào. Ở mid vẫn đang là rất đông người. Cái xe này nó vẫn đang an toàn khi mà anh chàng Celery đẩy cái con đệ của mình vào để tăng trụ. Đi cày hết form rồi. Và thôi, anh ta sẽ di chuyển về. Cấu được cũng tương đối máu, phải đến 60% máu trụ luôn. Nó phải là 3/4 rồi. Chính xác. 75% lượng máu của trụ này rồi. Wet King đi ở dưới boss thì cũng khá là khó chịu, mà cái con Undying nó đi cây Wet King khó farm. Chúng mà cũng đang ổn ổn, coi như là hòa, không thua lắm. Ở đây Arabis tôi nghĩ là lành ít chết nhiều rồi. Kể cả có kít sùa cũng không thể chạy được. Và khe du cũng phải di chuyển về thôi. Hai mạng dành cho bên phía OG và cả hai mạng này đều nằm trong tay của Nuna. Mà Nuna thì lại còn không bằng với cả một con DK ở mid. Khi mà anh chàng DK đang farm tín quá. Dưới boss này thì phải lên cuộc chiến của những con đệ thôi. Đệ NP, đệ xương huyết kinh và thêm cả những con quái rừng do Enchan anh ta bắt được. Có tơn rồng 2 rồi. Có bao chít và tơn rồng 2 này nó sẽ kết thúc cái đi cái trụ ở mid thôi. Đầu thều lại di chuyển ra rồi. Anh ta sẽ giúp cho Park cover cái trụ này. Khi mà kể cả DK đã hóa form lên nhưng mà cứ liên tục và bị DK vào thì cũng rất là khó chịu. Bên phía OG thì họ không muốn mất cái trụ này từ quá sớm. Ở đây có nhấc vào người Kezu, Luna bật ulti lên, dồn đam vào và đi DP bay hơi luôn. Rất nhanh thôi, còn DP bị dính một cái ulti của Luna. Nó là cái chết. Ở dưới boss thì hai thành viên bên phía Viking DV cũng đang hút lên rất mạnh. Nhiều xương thế nhỉ? Cả xương đến từ những con đắc trôn nữa. Và liệu OG có dép được không? Có vẻ là không dép được. Em ạ, cái trụ boss này nó còn mất trước cái... Bác phải di chuyển xuống rồi, có sử dụng Rim Coil. Enchan bị dồn đam vào rất đau. Tuy nhiên Thompson vẫn còn thiếu một hit đánh đủ đam rồi. Và Thompson lấy được cho mình mạng của Enchan Chis. Tất nhiên với việc là Thompson xuống boss ganh thì đồng nghĩa với việc là cái trụ ở mid sẽ nằm trong tay của DK thôi. Một mạng được... Mất hai trụ luôn. X2 đấy, cái mạng vừa rồi là X2 khi mà nó có cho mình cả hai điểm ơn nữa. Ganh được nhưng mà lại mất hai trụ từ sớm. Toby bận đi bắt vị thú rồi các bạn ạ. Sát ở đây thì em chưa nhìn rõ anh ta lên đồ gì, nhưng mà có vẻ như anh ta đang không xanh. DK đang di chuyển lên ganh vào người của sát xa, có bật ma lên từ vị trí của DP. Tuy nhiên kể cả Undying của NoTail di chuyển ra rồi, fit sùa là đẹp. NoTail sẽ là người đối tượng tiếp theo bị dồn đam vào, nhưng NP cũng đã di chuyển lên. Sep đang dồn đam vào Aramid và Aramid TP về được. Boom chưa có rồng. Kezu đang bị bắn rất đau và tiếp theo đấy là DK cũng phải TP về. Hay. Sao mình hợp lý khi mà thấy Luna sử dụng Lucian Beam rồi. Còn lại là NP cả Undying thì không có Disable. Thành ra DK anh ta quyết định là sử dụng TP luôn thôi. NP xuất hiện trên top để có thể giải tỏa áp lực. Tuy nhiên thì họ vẫn mất một và không ganh được lại ai cả. DP cũng như là cả DK đều có thể lùi về được. Nhưng cái điểm tốt họ làm được là khiến cho con DP này mất ma thì nó sẽ không hút được. Và ngay lập tức thì họ sẽ lấy lại cho mình cái trụ ở trên top thôi. Kezu đang hơi thỏ. Ở đây lại dồn đam vào người của Undying nhưng mà em nghĩ là không đủ đam chăng. Có Rim Coil và DP. DP mới là người nằm xuống. Undying trong tay NoTail không chết. Người tiếp theo nằm xuống sẽ là ES của Aramis mà thôi. Enchantress cũng phải chạy về và anh ta có vẻ như là sẽ TP thành công. Được. Xong rồi. 6-1 ở thời điểm phút thứ 10. Kezu anh, Kezu có vẻ là fit hơi kỹ. 6 mạng thì chắc là 3 mạng. 3 mạng của DP rồi. Ít là 3 mạng đến từ DP. 1 mạng của Earthseeker là 4. Hình như là Enchant có trước 1.
không rõ nữa, nhưng mà tôi nghĩ là khoảng 3 thôi. 3 hay 4 nhỉ? Chỉ là 3, DP là 3. 4 thì là hơi nhiều đấy. Và Luna ăn được 4 mạng. Luna quá xanh. Anh em ơi, nhìn net worth của cái con DP kìa. 2k8 trong khi NP đây là 4k4. Celery nằm xuống thôi, một pha ganh đơn giản của Top Sơn. Top Sơn thì đánh Bắc bây giờ thì sẽ là lên ơn và đi ganh rất là nhiều. Với ơn và có thể là kiếm phù thủy đi thì anh ta ganh không cần được đi coi. Dồn đam bằng bộ combo 1-2 thôi, có cả dí ơn vào và cứ thế một đấm tay. Red King và DK đang farm tốt nhưng mà một con DP DP chết sâu như thế thì liệu Viking họ vẫn lật được không nhỉ? Em nghĩ là hơi khó, một con hero mà cần cả level và cần cả item. Như anh đã nói thì con DP nó chỉ cần level cao, còn đồ thì gậy lốc BKB là được, không cần phải nhiều hơn. Từng lấy đồ là có thể tràn vào combat với cái ulti của mình rồi. Ở đây DK dính Rim Coil rồi, có 3 thành viên bên phía OG di chuyển xuống và có vẻ như DK không thể chạy được. Zapsa làm con Rubik, nhưng mà khi mà anh ta cướp một cái Enchant thì anh ta chẳng khác gì một con Enchant kit cả. Cũng có một con đệ thương xe tàu để có thể combo nhấc lên ném về và sơ tắt trông thôi, rất khéo đến từ anh chàng Zapsa này. Hit One mặt nạ điên và đang hướng đến cho mình một cái Zapsa rồi. Với MOM với cả cái món đồ rừng thì anh ta farm rừng sẽ không bao giờ mất máu. Một con Red King đang farm rừng nhưng mà không hề xanh. Anh ta lên cho mình đó là một cái Amlet. Amlet em ạ. Đánh cả Luna phải... thì đánh cả Luna không lên thẳng Radiant được. Bởi vì lên thẳng Radiant em yếu quá. Và combat gặp Luna chỉ cần một ulti hoặc là thêm chút đánh tay thôi là đã mất một mạng rồi, phải có Amlet. Ba thành viên bên phía của Viking họ đang smoke và di chuyển lên trên top chăng? Ở đây họ đang nhìn thấy một thành viên của bên phía OG đó là Sep. Sep DK có cho mình đó là Blink Dagger và có vẻ như là Sep sẽ chết thôi. Không thể nào mà chạy được. Hezu mở ma thì phải là backdoor trụ luôn. DK sẽ là người tăng và DP sẽ dí vào theo để có thể ăn cái trụ này. Mà không, tôi thấy cái con DP này nó đang TP ra mid để đép. Phải là một con DK vào trước. Hezu ơi! Hezu! Anh ấy làm gì này? Hezu gì nhỉ? Cái lứa, cái du cái gì? Thế này mà 11k đánh, đánh như này luôn. Đánh này mà 11k thì tôi lên được 11k. Xong rồi, tôi phải sang EU chai hát rồi. Tôi sẽ lên 11k ở EU. Đánh cái gì ấy? Tôi không hiểu. Ở đây DK phải di chuyển về thôi, các thành viên OG họ đang ép lên rồi. Nếu mà có một gậy lốc thì ok. Đúng. Anh còn có thể chấp nhận sẽ được. Có đủ thời gian để thành viên ra và back up được. Tức là có gậy lốc thì có thể... Ô, như vậy phát hiện ra rồi này. Thôi xong rồi. Chưa có TB nhưng mà Park thì không có ọp được, vẫn về được. Có gậy lốc thì có thể nếu đối phương tràn vào, cần hết máu thì hút máu đối phương xong lốc mình lên. Thì trong lúc đấy vẫn hút máu. Sao lại đánh như thế nhỉ? Chỉ là Kezu mà. Kezu thì hy vọng gì? Yêu được quái các em ạ. Yêu quái này, thậm chí yêu quái này còn là yêu quái 11k. Đánh như này. Yêu quái này là yêu quái bố rồi. Vào gọi là stand in cho vui. Kezu không biết là thuê bút tơ ở đâu mà tí biết hả? Mình cũng đi thuê cái. Boom ở đây đang bị các thành viên của bên phía Viking họ nhìn thấy rồi. Còn DK tự dưng cảm giác cực kỳ yếu. Cảm giác hơi mỏng nhờ. Chính bởi xác. Vì là cái Blink thôi mà. Dồn đam nhanh quá. Nào Kezu. Red King thì mới có cho mình đó là 1.500 tiền thôi. Quãng đường lên cho mình đó là một cái Radiant còn rất xa. Với tốc độ này thì chắc phải 19-20 phút. Nếu mà anh ta không bị động không tới, chết thì phải 19-20 phút. Đúng. Còn nếu mà gì? Chết thì thôi. Chết thì không tính được. Có thể sẽ là không bao giờ. Beat one. Thích chùa này thì thôi bỏ. Thích chùa này thì thôi bỏ. Thật ở đây Aramid luôn. Chết ngược luôn. Chắc chắn là trên ngược. Sep đã có cho mình đó là một cái Orchid rồi. Chưa thì em bình tĩnh đấy, cái ta có siêu mà. Chưa gì đã chắc chắn rồi. Xong rồi, em phải bình tĩnh. Quả đấy em còn tưởng là Luna bật cho mình cả ulti lên. Rất đông thành viên của bên phía Viking và OG họ đều đang tập trung ở đây. Smoke, được. Mở smoke lên. Nhưng mà có gank được hay không đây, 5 thành viên OG đều đang đứng ở đây rồi. Nhầm mà, các anh em gì căng thế?
chắc chắn với chúng tôi chết ngay. nhầm thôi mà, anh em bình tĩnh đi. Ủa, lấy thẳng EB đến từ top săn này, ok. Ơn và EB luôn. Nguyên Kinh vẫn đang đứng bét, ơi. Đứng bét. Bét nhưng mà là hơi sớm nhá, bởi đồng đội bây giờ đang di chuyển ra mid rồi. Chỉ có một mình con Nguyên Kinh ở đây thôi. Sát ơi. Sát ơi. Anh ơi, đồng đội chạy đến có kịp không đây? Đi cây, Blink lên và quê rồi. DK không hóa được form, bị Silent rất khó chịu. Và người đầu tiên nằm xuống là Undying. Nhưng mà DK cũng nằm xuống và anh ta không hóa được form lên. Khe Du cũng chết. Và người tiếp theo chết đó sẽ là một con Enchant. Cảm giác đang là hơi dễ dành cho các thành viên bên phía OG. Red King phải chạy thục mạng thôi. Họ di chuyển vào muộn quá. Và không ai kiểm soát được cái cặp Undying cả. Ba thành viên của bên phía Viking họ đang di chuyển ra mid. Và sát vẫn di chuyển lên để farm như chỗ không người. Chính xác là như vậy. Hậu quả là họ chết ba người và mất tiếp một cái trụ bot. Vâng, ba ông đồng đội thì sớm ốc ra mid rồi. Ông Quân Kinh này vẫn một mình lao lên. Anh ta tưởng rằng với hai mạng thì đồng đội có thể đến backup được. Cái vấn đề lúc đồng đội đến thì cái cặp Adaline nó ở vị trí khóa xa, không có cơ được ở đây thì DK Blink ta. Anh ta dính Orchid và sẽ là chết luôn với lượng đam này hay không đây. Nổ Orchid và gần chết. Có một cái Echo khá đẹp hai người. Và Mid One đang thấp máu rồi, Mid One sẽ nằm xuống. Và tiếp theo đấy sẽ là một mạng của Rubik. 2-2-2. Con bắt này thì chỉ giết được một mình đó là Enchant thôi. Ok, một con bắt mà DK anh ta có thể đăng. Và tôi bắt đầu cảm nhận được cái sự có mặt của cái con DP ở trong trận đấu này rồi. Red King cũng may cho anh ta là ban đấy thì anh ta chỉ báo hại đồng đội chết thôi. Còn anh ta thì vẫn có thể lết về được. Và khiến cho cái việc lên một cái Radiant thì nó vẫn sẽ là ở trong khoảng độ 20 phút chứ không bị chậm hơn. Tông xem Sơn lại có EB rồi anh. Xem nào, dồn đam vào và nó gần được đủ. Xe thì phải. Nó được xe đến từ có đúng xe. Đúng rồi, xe một phát. 3 hit của Enchant. Chính xác. Thành ra là DK anh ta mới có thể lùi về được và Aramis thì xuất hiện rất đúng lúc với cái Blink mới sắm của mình. Lật lại được một chút nhưng bây giờ thì vẫn đang là 4k network. Và OG họ sẽ di chuyển vào Androsan khi mà DK không còn cho mình đó là form. Sát thì vẫn chưa có cho mình đó là một cái ulti. Khi mà cái ulti ở level 1 của Red King cooldown rất lâu. cưa ngay, làm gì có chuyện. Tôi là cutter kinh nghiệm. Tôi làm sao để giống như Bảo Long được. Nhưng tôi mà Park có cho mình EB rồi. Một con Park rất xanh trong tay của Top Sơn. EB kết hợp cùng với cả Uti Luna. Tức là nếu mà ở trong cái có bắt sau ấy mà cái tình huống DK trước đó ấy, thì là không bao giờ anh ta về được nếu gặp cái EB. DK đang cố gắng lên cho mình đó là một cái BKB nhưng anh ta vẫn chỉ có một mảnh, một cái Orc thôi. Vẫn đang là kiểm soát trận đấu này đến từ các thành viên bên phía team OG thôi. Tuy là có một chút chạch choạc nhưng mà họ đã sửa lại cái điều đó bằng cách ăn đồ san rồi. Đi thẳng đến từ Mid One để có thể thoải mái hơn ở trong combat. Khi mà team bạn là DK, team bạn là Earthshaker, thêm cả một con DP có Silent nữa. Một cái Mata không đủ thì tôi lên thẳng BKB để có thể dồn đam. Chỉ cần Park coi đẹp thôi là Luna anh ta bật BKB, bấm ulti và đừng bắn. Đơn giản thôi. Nhiệm vụ của Mid One là dồn đam, không phải là giữ chân. Celery trong trận đấu này anh ta đang đóng vai là một con hero để đi tạo space. Và anh ta lên cho mình đó là một cái Glimmer Cape. Aramis thì đã có cho mình đó là một cái Blink Dagger. Farm cũng được. S vẫn đang có khoảng farm để có thể farm được Blink. Nhưng anh ta vẫn cần thêm một cái sạc nữa để có thể tối đa cái lợi thế của một con Earthshaker trong trận đấu này. Ta có Shard và thêm một chút mana. Sep đang bị nhòm ngó vào, có stun. Thôi, trông đam. Tiếp stun vào nhưng không đủ đam. Kê rồi. Boom ơi, chạy được không? Tôi nhìn cậu thấy là hơi thiếu đam. Khi mà NP cũng đứng khá xa quay grid. Thành ra là nếu mà Earthshaker, Blink và Echo thì cũng không quá nhiều đam đâu. Bỏ là hợp lý. Họ sẽ bị phản ganh và chết hết. Nếu mà cố quá thì có thể lấy được mạng NP. Nhưng mà khi lúc đấy thì OG đã TP ra rồi. Đúng và rồi. Sẽ là một đổi hai. Ít nhất là như vậy. Luna thì đã có cho mình đó là một cái BKB rồi. Red King thì sau cái Radiant thì cũng sẽ là một cái BKB thôi. BKB thôi. Đối phương EB các thứ rồi mà.
Cảm giác như Quyết King farm nhanh đấy. Vượt nét quất được Luna rồi. Nhưng mà chỉ là mình Quyết King thôi. Còn 3 con của OG thì rất giàu. Trong khi đó DK cả DP. DK vẫn DP chưa có BKB. BKB. Anh ta vẫn chưa thể nào mà tanh được. DP thì đặc biệt cái con DP thì đang là siêu thọt. Ôi đấy. Nhìn con Luna nó bật MOM nên nó bắn Quyết King kìa. Sổn đam là cực kỳ đau. Đánh rất hổ báo đến từ Bắc. Họ đã có lợi thế của Kien Aegis thôi trên người của Mid One. Cũng cấu được tương đối máu trụ. Sao sao cướp cái gì kìa? Gọi xương à? Bây giờ anh ta phải lát hit thì mới có xương để gọi. Ăn thành công trụ 2 đến từ vị trí của bên phía team OG thôi. Khá là dễ dàng. Bên phía Viking họ cũng không dại gì mà đánh nhau khi mà bên phía OG họ có cho mình đó là một cái Aegis. Và Viking bây giờ họ đang smoke 5 người. Và họ có dám vòng sau phía lên trên không? OG đang có lợi thế 2 crown. Đang vòng lên. Vòng rất xa. Có như mà Red King lại đứng đằng sau à? Red King lại đang di chuyển đi. Không sao, anh ta sẽ đến với cả những người đồng đội của mình thôi. Nhưng mà Mid One đang p thẳng vào trụ top, à trụ bot rồi. Về mấy anh. Viking ơi, nhà sắp bắt rồi, còn vòng đi đâu? Bật bây giờ họ vòng thì lại có bắt mà họ sẽ bị lộ hết ở đây. Ở đây, Celery, anh ta sẽ là người đầu tiên chết chẳng. Dream coi được hai người, rất hay ở phía sau. DP chưa mở cho mình đó là ma lên, anh ta đang khá chần chừ và không thể nào mà TP được. Kezu TP trước mặt của một con Luna có cho mình đó là một cái Lucian Beam. Thôi bỏ anh em ạ, mấy ông Viking này di chuyển thế này mất hết rồi. Đùa chứ thật sự đấy. Thôi sờ mốc thì Kezu vòng xa quá. Sau đó đến lúc quay lại thì hết sờ mốc rồi, bị đối phương phát hiện ra. Ở đây Mid One anh ta có đấm rất đau. Anh ta muốn chết, cái Aegis này sắp hết. Còn 30 giây thôi, chết cũng được. Ở đây dồn đam vào người của Luna, tuy nhiên là có đủ đam hay không đây? Có Echo rất đẹp và Luna nằm xuống luôn. Tiếp sau đấy sẽ là Thompson chăng? Thompson, Sep có cho mình đó là BKB, giết được cho mình đó là Earthshaker rồi. Và người chết có vẻ như sẽ là Nothale thôi. Ok. Như mình đã nói thì khi mà Luna mà về giai đoạn sau của game chỉ cần là DK stun được Earthshaker fix sùa vào thì với một cái Solid thì sẽ là không cứu được và Luna sẽ bị dồn đam đến chết. Anh ta không kịp bật BKB, dồn đam đến chết luôn. Nó bất là tỉnh luôn. À. Chúng ta cùng xem lại mạng đầu tiên thì ok, anh ta chủ động chết. Còn có 35 giây chứ thôi. Đúng rồi. Ở mạng thứ hai thì anh ta không thể nào mà tỉnh kịp để bật BKB lên được. DK là người chủ động luôn. DK à không, đấy là fix sùa trước, sau đó DK stun vào. Sau đó là Quyết King stun. Và đến một cái Echo nữa. Rất đẹp. Undying đã sâu rip rồi. Nhưng mà hai lần sâu rip nhưng không đủ. Không đủ cái lượng máu. Và anh nghĩ là bắn EB, bắn AB vào người Quyết King là đúng rồi. Chứ bắn vào người Luna thì Earthshaker Echo thì vẫn chết thôi. Nhưng mà Kezu đánh tạ quá. Không biết như thế nào nhưng mà một phần là do anh chỉ ta là di chuyển kém. Đúng rồi. Đúng. Là công nhận là có mấy pha chết cũng di chuyển hơi ngáo. Nhưng mà một phần nữa thì cái len của anh ta cũng khó. DP đi cả Luna, cả Rubik cũng là cái len khó mà. Còn Luna nó tăng đam. Thì xong rồi Rubik giật xét vào người của DP là cái lượng đam chênh lệch rất là nhiều rồi. Khiến cho DP bị deny cũng như bị cái con Luna bị chênh level. Deny nhiều mà level bị chênh thì thôi toang. Tầm này Pau thì thôi. Toby ra đấm vào mồm của Kezu và đòi máy thôi. Đấm làm sao được? Người ta sơ tắt đi, người ta đánh online. Người ta ở nhà đấm không được phải, gì? Tầm này phải bay sang đấm thôi anh ạ. Chứ không đánh kiểu này thì mất hết. Không, à, hôm nay Toby bảo bận. Thế xong rồi mấy ông Viking bảo, hãy tuyển ai sơ đi bây giờ nhỉ? Ô, hình như thằng Kezu mới lên 11k đấy. Ờ, thế thì tuyển Kezu đi. Tuyển Kezu nhưng không. Đùa đánh như này luôn. Hóa ra là anh em biết chỗ nào Kezu bot rank ở đâu đấy. Cho tôi xin địa chỉ gái, tôi cũng đang muốn lên 7k để lấy vợ hai mà. Không biết là Kezu thuê ai bot rank là tí thích à? Lên 11k luôn ạ. À? Chất thật. Hay là mình bot lên 9k lấy được 3 vợ nữa nhỉ? Lên 9k là lấy được vợ đấy anh ạ.
đi được TI rồi. 9k kiểu gì mà mấy team ở C chả gọi về đánh TI. Tầm này 9k thì cũng là cũng nhát nhản mà, nó phải là 10k, 11k. Bombi nhỉ? Bombi như là 10k hơn đúng không? 10k rồi. Bombi đã lên hơn 10k thì bây giờ hình như cũng tụt rồi. Thế à? Em nhớ Bombi là player 10k nhà mình. Không, quả đấy là bị trên stun đến chết anh em ạ. Không, cũng không phải là tiếc đâu. Chết thì không đến nỗi là chết. Tức là trong cái khoảng thời gian mà anh ta exit sống dậy, anh ta có thể BKB luôn. Đúng rồi. Anh ta đâu nhưng mà đâu có được. Nghĩ là đâu nghĩ phương, là mình bị bất tỉnh đâu. Đối phương gấu thế, lao ra liều chết giết luôn. Tức nếu mà là hồi sinh dậy bật BKB luôn thì là ok. Nhưng mà nếu mà lúc đấy Luna bật BKB, câu chuyện nó sẽ khác. Tức là các thành viên bên phía của Viking họ sẽ không ra, và bên phía của OG thì cũng sẽ là lùi về. Thì lúc đấy thì Luna lại không biết bật BKB thì tự nhiên bất một giây rồi, BKB. Tại sao lại bật BKB ngay mà nếu mà lúc đấy mà anh ta bật BKB khó. Và anh ta chạy về thì kênh chat thì Carter sẽ chửi úi rồi cái con Luna lại hèn thế, vừa mới sống dậy đã bật BKB chạy về. Nói chung không nhưng chiều được cộng đồng anh đâu. Bật đấy, thì là anh ta chết thẳng thì lại bị kênh chat chửi là ông này không bật BKB. Nói chung là kiểu nào nói được mà. 8k anh Hiếu lên được mà. Tầm này. Em ơi. Em nói thế mất quan điểm các bạn. Khi vào xem anh đánh các bạn lại bảo anh ngu hiểm rồi không. 8k tầm này tôi chịu anh em ạ. Tôi chỉ đang cố gắng lên 7k thôi. Thôi tranh thủ trong lúc các player đang pause game anh em, để lại cho chúng mình một like nhỉ. Một like đi. Xin một like đi anh em ơi. Thật. Game đầu này thì 1000 anh em xem mà không được nổi 200 like thì nghe điếu quá. Cho lên 200, 300 like đi xem nào. Yên ủng tâm. Hộ, ủng hộ. Game đấu này với việc là Viking thì họ vừa mới sắt đao được cái con Luna thì vẫn có cửa. Vẫn cửa. Họ cần phải rác game ra. Anh vẫn tin là với quyết kinh 2 mạng thì về late game đánh nó sẽ là tương đối dễ. Bởi vì cái con quyết kinh có 2 mạng thì anh ta sẽ là người hổ báo vào trước. Đúng rồi. Và vào trước thì anh ta sẽ lấy được thông tin. Thì lúc đấy là Osaker anh ta chỉ cần tính toán để có thể là đối phương đứng cạnh nhau là sổ vào echo thôi. Nhưng mà cũng hơi khó đấy, bởi vì nhìn team bạn ba co Luna Park với cả NP, cái khả năng mà đứng sát nhau thì là hơi thấp để cho Osaker có thể chộp được cơ hội Blink và echo. Có lẽ là được 2 người là giỏi thôi. Đúng rồi. Chứ bảo là echo hơn thì là khó. Nếu mà không top có setup như kiểu là Daxia thì là hơi khó để có thể echo hơn. Co đối phương toàn tay dài, chắc chắn sẽ đứng xa nhau. Rồi lên được 200, gần 250 like rồi. Anh em cố lên 300 like đi. Trời ơi, 1100 anh em xem mà. Lên lên thôi, lên nốt đi, lên nốt 300 đi. Pau tương đối lâu. Toby bay sang đấm vào mồm của Khezu thật rồi anh ạ. Em chắc chắn luôn. Thực ra nói thế chứ S mà muốn sử dụng cái sạc để nó hiệu quả ấy thì anh ta phải đập được khoảng 2 người thì cái sạc nó mới hiệu quả. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà có hero backup đằng sau thì nó cũng chả có gì cái mà. Cái Osaker này thì sau khi mà theo dõi đánh giải mà người ta lên chat rồi ông ta lên con anh đánh thử một trận rồi. Công đúng nhận rồi. Là nó i3 thật. Cũng mạnh. Nếu mà có thêm Talon 25 tức là cái đúng Talon rồi. Trừ 1,5 giây của cái enchant totem thì bất tỉnh rồi anh em ạ. Mạnh thật nhưng mà để mà đạt được đến cái ngưỡng sức mạnh đấy thì nó rất lâu bởi vì nó phải là level 25. Còn nếu mà không có level 25 thì đúng là cứ fix sure enchant totem một phát thôi là cũng để giữ chân đối phương lâu hơn rồi. Còn nếu mà cảm thấy ok hơn mà chỉ cần giữ chân không thì có thể trồng thêm cả một cái echo cũng được. Cái echo vào thì nó cũng kích hoạt thêm cái after shock để có thể giữ chân đối phương. Không backup được mà bạn. Kiểu chỉ cần có một con Omi ở đằng sau là khác ngay mà cũng chả cần đến Omi, một cái force tap đẩy ra cũng được. Mai á, bảo Dương Trần, tôi cũng không biết nữa anh em ạ, để xem Mai lịch cát như nào đã. Nói chung là mình cũng gặp nhiều con ES ở trong rank rồi. Lên cái sạc công nhận là thời điểm đầu thì khá là im ba, nhưng mà về sau mà biết chơi ấy, giữ được khoảng cách thì cũng khá là khó để có thể mà sử dụng cái combo đấy một cách chuẩn chỉ được. Nói chung mà nó vẫn khỏe, tức là cái con Osaker này, nhiên là cái khỏe. Chặt thì nó nhiều tác dụng quá. Đúng rồi. Có nhiều con khác cái chặt vứt đi, nhiều cái slug. Slug. Thả con cá vào đối phương xong phải bao chúng thì mới là được tăng tốc đánh đúng không? Ôi xong rồi nghe nó khó ôi, khăn thế. Ôi cái flycam phải chóng mặt thế. Xong rồi cái thôi ông bạn ơi. Osaker thì như nào? Trừ 2 giây cooldown fix sure
fixture ra thì có thể đi trên cái fixture đấy xuyên địa hình, xong rồi có thể kích hoạt cái aftershock quanh cái fixture. Ui, nghe gì mà nhiều tác dụng thế. Trong khi ông Slug quay trở lại bàn cutter hay sao ấy. Bao mà đến mức mà như này luôn. Sven với Spike ấy, bản này bị nerf khá là nhiều rồi. Nên là không còn được sử dụng nhiều ở trong competitive nữa. Sven nerf hai thứ. Từ khi mà bây giờ anh em lên cái xanh phi vào đối phương thì sẽ mất ngay một cái hit đánh đầu tiên. Bình thường là Sven mà có cái xanh chạm vào đối phương là tắt đi. Vâng, đang nói dở con Sven. Thế con Sven nó bị nớp mất hit đánh đầu tiên và muốn có cái Stormhammer Dispel thì lên sát, thành ra là nó không quá hot nữa. Sven bây giờ có thể sử dụng trong một vài trường hợp thôi. Đối đầu lại cả Lycan, đối đầu lại cả Paler. Còn con Spec tôi thì không rõ lắm tại sao bị nớp. À, tôi chưa đọc kỹ cái con Spec là bị cái gì, nhưng mà hình như là cái giáp phản sửa lại thì phải, khiến cho Spec lên giáp phản thì không pha quá nhanh được nữa. Và Quyết Kinh các thứ bây giờ đang hot, meta thay đổi thôi. Quyết Kinh này, Lycan đều là những hero hot và họ đều là những hero push sớm. Hỏng rồi anh em ạ, tôi nghĩ là cái game nếu mà nó phải chuyển sang cả cái màn hình này thì là có vấn đề thật rồi. Đúng, là có thể là có vấn đề về kỹ thuật. Giống như kiểu là cái ông kia là không quay trở lại được. Giống 4-5. Tommy ơi, em xin lì xì của anh hiếu làm gì? Em phải gạ các bạn donate chứ. Lì xì anh chịu anh. Em phải gạ anh các bạn donate chứ còn. Ông Tommy đi ngủ, ông Tommy ơi, đừng lên ám nữa. Đúng, Tommy là bé nhất ở ban MOBA của 500 rồi. Thì thôi, được rồi, cứ gửi số tài khoản lên đấy, tí tùy tâm trạng anh sẽ lì xì. Chuyển tiền, tôi nghĩ là đang có vấn đề gì về game thôi. Có vẻ như là đang có dấu hiệu quay lại chăng? Quay lại chăng? Trời ơi, để lên ở trên nhóm chat. Ô, em ơi, à đây rồi. Tiếng. Quay trở lại rồi. Ok, may quá. Tôi tưởng trận đấu có vấn đề gì. Mà không. Trận đấu chúng ta đã quay trở lại. Xem nào. Nhìn kỹ thì đúng là khe du vẫn thế thôi. Chạy lock BKB, DP of land mà. Có cho mình chiếc cái hai cái món đồ đó đi. Tiếp theo có thể lên cho mình cái solar. Nhưng bây giờ thì cái việc quan trọng nhất của Kezu vẫn phải là một cái BKB đã. Rất thọt rồi. Network chỉ hơn sắp 4 đối phương, chưa đến 1k tiền. Một con Luna thì đang cố gắng lên cho mình, đó là một cái BKB. À, một cái fly. Butterfly. Ở đây thì Celery có vẻ như là không thể chạy rồi. Anh ta đi đến chết mà. Không sao, ăn được bounty rồi. Chết cũng được. Tạo câu khá nhiều survey. Lâu đấy, cũng phải mất đâu đó là 15 giây. Không, đẩy đâu ra 1 phút em ơi. Từ lúc ăn cái bounty. Sau đó 30 là 20, 25 giây. 1 phút thì nhiều quá. Khoảng thời gian đó thì đồng đội đang sạc rồi. Sạc. Mà mana này đang là hơi với. Lượng mana đang là 700 là hơi ít. Cần có thêm những món đồ tăng mana hoặc là có khả năng regen mana đi. Chat thì đã có cho mình BKB rồi. Còn cái kinh này thì Haming đồ vẫn chuẩn. Nhưng mà đồng đội anh ta thì đang là tương đối thấp. DK đang thua bắc 2k. Ở đây họ đang dồn nhìn thấy sếp. Nhưng mà liệu có thể lấy được tìm BKB được sếp hay không đây? Lấy được cái BKB là cùng. Trời ơi. Bật BKB lên đấm ngược luôn. Bấm nút thon nữa em ạ. Đau dã man luôn đấy. Thôi lấy được cái BKB thì là ổn rồi. Câu được con bố bát thì không giết được cái con NP này. Không có cái gì tiêm BKB đến từ Viking cả. Cần phải là quyết kinh có bố bát. Bluthorn và đang hướng đến Solar. Bluthorn Solar đối phương và đấm. Được. Viking họ smoke 4 người. Và lại để Great King đi farm. Họ sẽ làm gì đây? Liệu có ganh được với 4 người hay không đây? Tầng này vẫn anh 4 là hơi khó đấy. Có lẽ Quyết Kinh cần phải di chuyển ra cùng đồng đội.
đã là 26 phút. Nhìn thấy Park rồi, nhưng mà hai thành viên của bên phía Viking đã bị lộ smoke. Ở đây họ blink vào và stun vào người của một con Undying. Undying chết thôi. Bất tỉnh rồi. DK Assetter mà. Chẳng ai cứu cái con Undying làm gì cả. Nếu mà là Luna bị êm vào thì OG họ sẽ có động thái di chuyển ra để đánh luôn. Nhưng mà nếu mà Undying thì thôi. Mất Roshan này là mệt này. Đây con Roshan thứ hai. Có kịp không? Là Teju thẳng đàn ma ra. Nếu mà OG không ra, họ chờ đợi Undying thì sẽ là kịp. Thì OG nếu mà họ ra sẽ là 4-5. Hơi khó, chắc là bỏ. Em nghĩ là hơi khó để 4-5 đấy. Ở đây đã cũng Link lên và stun vào người của Rubik. Và Rubik chết luôn. Em nghĩ là bất tỉnh thôi. Đó là bất tỉnh. DK bật BKB lên và đơn giản là lùi về. Và bên phía Viking họ kéo lại được game đấu một chút sau khi mà ăn được hai mạng support và ăn được tiếp thêm một cái Aegis và một cái Chi ở con Roshan thứ hai. Kéo lại được game đấu và họ đang làm tốt đấy chứ. Đang drag được game đấu ra. Đây là con Roshan thứ nhất hay thứ hai nhỉ? Thứ hai rồi anh ạ. Ở trước đó Luna đã chết mạng rồi. Nãy Luna cầm một con rồi. Ok. Vì game có một khoảng thời gian tao nên mình cũng quên mất một số thông tin. Nhưng mà tôi đã nhớ lại cái pha mà Luna chết ở dưới boss rồi. Như vậy đây là con Roshan thứ hai. Nó sẽ là một cái Aegis dành cho DK và một cái Chi dành cho DP. Quyết định thì không cần bởi vì anh ta đã có ulti rồi. Evetonic có thể cầm luôn. Đúng rồi. Và một cái Enchanted Quiver thì sẽ được cầm bởi DK thôi. DK hoặc là DP cũng được. Được. Nhưng mà em nghĩ là DK cầm sẽ hay hơn. Link vào và sốc 300 đam magic khá là khó chịu. Enchant Quiver đúng không? Enchant Quiver. Để cho DK. Ồ, ok. The Mid One thì sắp sửa có trường Butterfly. Và Wrecking cần suy nghĩ đúng. Anh ta cũng đã quick buy cho mình một cái MKB rồi. Sau Blink là MKB. Wrecking đang chứ. Phải đóng vai trò là một player vừa dồn đam và vừa tanker. Như anh thường thuật ngữ của anh hay dùng ấy là vừa ganh vừa lết vừa tanker. Ta chơi game phải làm hết. Mình làm phải làm hết. Vừa coi ganh, như đồng đội vừa lết vừa tanker làm mọi thứ. Coi như đồng đội là lũ vô dụng đúng không anh? Mình phải làm hết. Trong khi đấy bên phía OG thì ngoài nguồn đam của một con Luna thì còn có Sep đánh DP với một cái Bloodthorn dồn đam khá đau. Bên phía OG thì lượng đam dồn của họ thì nó là tổng hợp từ cả đam vật lý cũng như là đam phép. Còn về phần của team VP thì nó là đam vật lý là nhiều thôi, đam phép không có mấy cả. DP đang push vào lên top ở bên phía Viking rồi. Ở đây thì có mỗi Celery đang đép thôi, ở mid. Và em nghĩ là phải có một hero TP về chứ nhở, nếu không là sẽ bị cấu khá là nhiều máu đây. Đó rồi, họ đã ăn cái trụ dưới boss và sẽ là di chuyển về để đép thôi. Tầm này OG có lẽ là họ cũng không muốn đánh nhau vội đâu. Đối phương đang có lợi thế đến từ Aegis như là Chi. Đánh nhau luôn ở thời điểm hiện tại nó sẽ là bị thua thiệt. Sark đang đổi đồ anh ạ. Em thấy là thay vì MKB anh ta lên cho mình đó là một cái Abyssal Blade rồi. Bát 2 à? Một cái bát 2. Anh ta đang cảm giác như muốn bắt cái con NP hơn. Sark NP hoặc là Park. Mirage láo mà. Luna thì có thể để đấm liên tục được. Nhưng mà con Park với cả con NP thì phải là sát đao. Divide luôn á, biết oan cũng thích à. Divide luôn rơi là thua nhá, không nói chính nhiều. Chính xác. Rơi là không thể nào mà đánh được nữa luôn. Quyết kinh mà cầm cái Divide chặt credit cho thì là to đầu này. DP thì sau một thời gian khá thọt thì bây giờ anh ta đã có cho mình một cái BKB đủ đồ để đánh rồi. Mid oan. Lại rồi đan bất tỉnh. Nào sao lại đứng ở dưới sông nhỉ? Mid oan. Đây rồi, đặc vụ mờ đây rồi. Dota bao game. Sau khi bao thì mọi chuyện chúng ta nó biết đảo rồi đấy. Chiều. Ở đây thì no tail sẽ chết thôi. Có chạy được không? Có cái Glimmer Cape thì chắc là TP được. OG.mid1.588 và thôi xong rồi. Nó diễn ra thôi như mình rồi. Nói ở thời điểm bắt bích rồi anh em. Đối phương có Aegis. Anh ta đứng dưới sông và farm. Farm như tây luôn. Thật đùa. Nó là nếu mà đi cây cả Assetter mà chán CC vào luôn đi. Thì đó là bất tỉnh. Cứ đây. Chồng CC vào là bất tỉnh thôi, không bao giờ tỉnh được. Làm sao mà bật được BKB được? Không bao giờ. 8 tỷ cái stun vào mặt cái con Luna này. Và cơm thêm một con một cái cọc Undying luôn. À, Undying chạy thoát à? Undying chạy được và một cái cọc thôi. Một cái cọc nữa. Nhưng mà đánh như thế luôn. Thế này thì Puppy vẫn đúng anh ạ. Puppy vẫn đúng.
Toàn ơi, tạo sờ bay để support thôi nhá. Carry chính tạo sờ bay này thì chết. Đùa ấy, đánh như thế luôn. Red King DK. Red King đã có cho mình đó là một cái bát rồi đấy. Anh ta có thể mua một cái bát sơ rồi đấy. Vâng anh em ạ, late game là Red King là DK đấy. Hai cái con này late nó là vô địch đấy. Con DK late game này rồng khỏe đen cực mắt kỳ đỏ luôn. Rồng đen mắt đỏ khỏe cực kỳ luôn. Lên AC các thứ bắn nhà thì đừng bắn hỏi thôi. Bắn thở làm sao, mà dồn đủ đam được hai cái con đấy. Khi mà lên rồng đen mắt đỏ thì anh ta có rất nhiều kháng phép. Thành ra là ulti đến từ Luna cũng như là lượng đam phép đến từ Bắc là không quá đáng kể nữa. Và ở đây thì con DP lúc đầu là thọt bắt nhưng lại di chuyển hổ báo này. Đi một mình luôn giữa sông, đồng đội thì đang ở trong rừng. Nhưng mà Luna đi một mình giữa sông. À, cẩn thận nhá, nó lại fix sùa lại, stun DK nó dồn cho thì lại là mất xác đấy. Luna đang lên cho mình, à quên nhầm. DP đang lên cho mình đó là một cái hoa sen Lotus Orb rồi. Lotus Orb. Ok. Bạch Liên Hồng Tâm. Anh cũng gọi như vậy. Em ít có AC rồi. AC lên thay cái con Red King đến từ DK thôi. Red King thì sẽ phải lên một cái bát bát 2 để mà sắt down được kể cả là Bắc hay cả là một con NP. Bằng và xác kể cả là Luna luôn nhá. Luna cũng có thể bị sắt down luôn. Đúng. Với cái lượng disable đến từ đồng đội liên thêm tục một cái bát 2 nữa thì có thể Luna bất tỉnh luôn. Aramis đang lên một cái Etherland rồi. Ở đây nhìn thấy cho mình đó là no tail nhưng mà mất fix sùa. Xong rồi. Xong rồi. Sẽ khác. Xong rồi. Bị cướp fix sùa rồi. Giờ làm sao đây? Đánh hay nghỉ? Về chứ còn gì nó đánh gì nữa. Và con Rubik này nó có sát, nó cướp được fix sùa thì nó không khác gì một con Berserker cả. Nó có thể fix sùa. Thôi giật sao? Cái nữa lại, cực lại lại. Oh, lại BKB, phải BKB okay và TP thôi. Vâng, xong rồi anh em ơi. Trận đấu lại đảo rồi. Bên phía của team OG cũng có Saker và bây con giờ Saker này nó cũng có sát. Bây giờ ai làm gì đây? Nào, Red King hai mạng mà. Sát thử cooldown xong cái hồi sinh rồi ra và đép đi. ES cũng sắp hồi sinh rồi. Phải đép thôi. Rubik hình như chưa có sát thì phải. Ôi, chưa được check đồ anh em ạ. Mấy ông cái ca nó không quay vào. Ơ Blink ra bắt bị dính Blaston không stun được đến từ vị trí của Boom. Ở đây Mid One còn nửa cây. Mid One lì đấy nhở. Mid One lì thật sự đấy. Máu ta làm gì nhở. Hỏng rồi. Tôi thấy Mid One hơi lừa trong trận đấu này. Tất cả các thành viên còn lại của OG đã lùi về được. Nhưng mà Luna đã phải lên bảng ứng số. Anh ta còn nửa máu. Nhưng mà anh ta không chạy về. Và cũng không có ý định bật BKB. Mid One. Xong rồi. Đặc vụ rồi. Đặc vụ mờ. Asian em. Asian em rồi anh em. Asian em. Lừa rồi. Nếu mà là không bật BKB. Lừa thật. Thì nó phải là giật về. Chứ không phải vẫn đứng đấy. Chính để xác. Mà đấm. Mà kể cả đứng đấy thì cũng phải bật lên và đấm một hai cái xong rồi mà chạy về đi chứ. Chọn một trong hai hoặc là đứng lại bật BKB hoặc là chạy. Nhưng mà anh ta không làm thế. Anh ta đứng lại nhưng không bật BKB. Không làm gì cả. Đó là một quyết định khác luôn. Khác hoàn toàn. Anh ta làm gì? Lát chăng? BKB còn bao nhiêu giây nhỉ? Em nghĩ là phải còn 8-9 giây chứ. Vớ vẩn là còn 10 giây. Không bật một lần rồi, em thấy bật một lần. Vớ vẩn là còn phải 8-9 giây. Để dành đến lướt game chăng? Thôi, lướt game rồi mà. 35 phút rồi dùng đi. Mặc dù là họ ăn được một cái trụ ba đấy nhưng mà trận đấu mà crack ra thì Viking chưa chắc họ đã bị mắc lại cái sai lầm lúc nãy. Sai lầm lúc nãy là họ vào một con Undying khá là vội vàng. Vội. Và họ ăn một cái rim coin và ES không chạy ra được. Quả lúc đấy là chỉ có Usurker fix sùa được thôi, còn đồng đội đang đúng rồi không ở cạnh. Nó bị với. Và Buck xử lý rất là nhanh. Đó rim coin. Quan trọng là Buck đã silent. Và lúc đấy thì Usurker không dùng được trên chill nào cả. Và Rubik cướp được cái fix sùa. Nhưng mà em để ý nhá, trong pha vừa rồi nhá, Sep có một pha xử lý cực kỳ hay. Anh ta thấy DK vừa chuẩn bị blink ra phát, anh ta anh silent rồi luôn. Anh nhìn thấy quả đấy rồi. Nhìn chưa kịp sờ tan đúng dã không? Dã man luôn ấy. Dính luôn một cái Blutthorn. Nếu Boom thì anh ta không vội, anh ta không bật BKB luôn. Một cái stun của DK là một trong những cái animation. Hello, Mid One ơi. À? Lại bạn anh ơi. Rubik này. Rubik có sạc rồi. Rubik anh em ơi. Và anh ta vẫn còn fix sùa nha. Và fix sùa này từ trước chưa hết. Undying bị kẹt lại rồi. Lại mất fix sùa rồi. Undying ơi. Undying một chặt và chết luôn. Người ta có bài bách ra ở đây thì người chết lại là Usurker. Vâng, vừa mới bảo là cái fix sùa này là từ có bắt trước.
Có nghĩa là con Rubik này nó sắp sửa hết fixture rồi thì Undertaker lại bị cướp một lần nữa. Và cái fixture này nó là thời gian rất là ở dài, rất là mới. Wrecking làm gì thế? Bất tỉnh thôi. Có bật BKB à? Không, đồng đội đang đến rồi. Fuck, chết rồi. Chết không? Anh ta có chết không đây? Chết rồi, dính silent của DP. Nhưng mà trong lúc đấy, NP đã rát xong được một cái mili by rack luôn. Lại phải chờ đợi và set thôi. Rát Doto, bad Doto. Ở đây comeback chăng? Rát Doto rồi anh em ạ. Bây giờ sẽ là những người đồng đội by time. Và để cho cái con NP này có thể rát một cái mili by rack dưới khu boss. Một lợi thế tương đối ở phút thứ 37. Tầm này một cái rack mili thì chưa quá nhiều. Lợi thế nhỏ nhỏ đi. Tôi không nghĩ đây là lợi thế quá lớn đâu. Nhưng bây giờ thì sao đây? NP ơi, boom đang đến. Nhưng mà một mình anh ta thì không làm gì được cái con NP. Ô, có chặt nhá. DK ơi, chặt cầm gì mà không để làm gì đâu. Bất cả BKB để chạy. Ô, thôi thì cũng việc gì. Khi mà trông quả đấy là hơi hoảng. Với cái chặt thì DK anh ta chặt cây ra thì sẽ bị tạo ra một con đệ thôi. Nhưng ở đây West King anh ta bắt hai được vào. Nhưng máu anh ta rất thấp rồi. Cố gắng chém vào người của Seth mà và không Seth ai cứu là người à? Chết. Oh. Có Amlet trong tay của Sát. Đồng đội đâu? Không ai đồng đội đâu? Mid One Blink ra và bật BKB. Nhưng người chết sẽ là Rubik và không ai cứu được Luna cả. West King mới chết mạng đầu thôi. DP vẫn còn cho mình đó là BKB. Seth chết vậy? 80 giây không bài bách. OG ơi, one by one à? Không thấy bắc ở đó. Luna mất, không có mất ai. Ulti rồi. Bây giờ thì đánh kiểu gì đây? Mất con Doosan và đây là con Doosan thứ 3 của trận đấu. Nó có revest shark. Ổng rồi anh em ạ, tôi thấy cái team OG DP này. DP 2 ma. Cái team OG này nó lừa rồi. Không phải tự nhiên bao game đâu. Chắc chắn là lừa. Làm gì có chuyện đang đánh hay mà lại gãy cái gập như này. Mấy ông này diễn kém lắm. Mấy ông OG này ít diễn. Không phải ma. Diễn nó thô. Nick ma diễn thì nó lại là nó là mượt luôn. Nhưng mấy ông này diễn nó hơi thô anh em ạ. Cái gì mà NP bay ra một mình, không thấy ông đồng đội nào cả. Quyết King chấm máu, không ai dồn đam vào. Để con Quyết King một máu, nó một đấm máu, chết đấm con NP. Chết con NP luôn. NP bị đánh bất tỉnh luôn. Ngoan lắm, mấy ông OG này. Vâng, đang lên hớt đến từ DK á. Nhìn con DK trâu thế nhở. Lực à, chơi cục. Cái illusion cape để cho Luna tạo ra một con bóng và có thể đẩy lên tốt hơn. Ở đây đánh chết được ăn đây rồi. Dinh đi lẹ và nằm xuống thôi. Tự nhiên tôi thấy Khe Du lại bắt đầu uy tín quá nhỉ. Khe Du không chết nữa anh ạ. Nãy giờ là Khe Du không chết nữa. Ở đây nhìn thấy sát xa nhưng có dồn đam và sát xa không đây. Tầng ba co của OG nét rất tốt. Nhưng mà cặp đôi support của họ thì đang thua đối phương. Undying nãy giờ không phát huy được nhiều hiệu quả. Anh ta chết cũng nhiều. Đầu tầm này thì thôi em ạ. Undying thì let game chỉ cảm cái cọc ra. Ui sau rồi. Đó là chết thôi. Nhìn S farm sướng không? Đã có một cái god để chống lại DP. Cũng như là đang hướng đến cho mình một cái Octadicor Etherland trước để có thể fixture dài hơn và xa hơn. Quay đi quay lại thì Viking họ dẫn lại được 3.000 network rồi. Mặc dù là mất một cái mini barrack ở dưới boss. Đúng. Cái này OG thua. Mà bị loại. Được quá nhở. Một mũi tên trúng hai đích chắc. Tom Sun cũng đã có Optadico. Và đang hướng đến cho mình một cái refresh off. Anh chàng Celery này lấy được con bóng của Luna và anh ta sẽ đẩy lét rất là mạnh. Trong khi đó thì Chad vừa mới lấy được bảng của Rubik rồi. Một mình. Liên tiếp là ganh lẹ thành công thôi. Blink là bắt 2, sau đó là stun bồi vào. Cứ thế chặt thôi. West King có cho mình đó là một cái sạc. Cái sạc của West King hình như là để chết mà hồi sinh không mất mana. Đúng rồi, chết không mất mana. Làn xương rất đông. Ở đây xem lại thôi. Bắt 2 trước, stun vào, crit thêm phát nữa. Xong. Nhìn lực dã man rồi. Đây là một con West King đã có talent 25. Thành ra là chỉ 2 giây là sẽ có một lần crit. Trong khoảng thời gian bắt 2 và stun thì anh ta phải crit được 2 lần. Mà 2 lần là đủ với cả một con support rồi. Một cái Minotaur Horn dành cho West King rồi. Boom thì có hớt. DK 4.500 máu. Có khác gì chiến thần vô địch không? Bây giờ họ push thôi.
bây giờ Viking họ sẽ push lên thôi. Họ vẫn đang gặp áp lực ở dưới bot khi mà NP liên tục đẩy lên. Con DK là hơi khỏe nhỉ, 41 giáp và 4.500 máu. Hồi 109 máu một giây. Đừng hỏi. Có một lúc thì vẫn có thể dồn được. Ở đây, Dream Coin và một mình đó là DP. DP bật BKB lên nhưng mà đang bị đấm rất đau đến từ vị trí của Luna. Nhưng mà Khezu lại phun máu, anh ta cắn được cho mình đó là một cái chi. Em ơi. Và người chết sẽ là NoTail. Em biết tại sao bên phía team OG không dồn tiếp vào cái con DP này không? DP anh ta có hai cái chi. Chính xác. Và anh ta có một cái refresh sạc. Hai lần ma mà. Anh ta có thể cắn hai lần chi. Bây giờ cắn chi một lần, đối phương dồn đam lại ấn nữa sạc, lại cắn thêm chi lần nữa. Thành ra là bên phía của team OG họ quyết định lùi về, không dồn đam tiếp vào cái con DP này. Dưới này thì đàn đệ này sẽ rát được. Con đệ to kia đang đấm hai hit nữa. Ồ không, vẫn không nhưng được. Nhưng mà hai thành viên Viking đã bị giữ lại ở đây rồi. Và có đủ đam hay không đây? Vẫn là đủ ba thành viên. Ơ, người đâu? Người đâu? Có ai à? Sao lại để Sep chết một mình thế này? Không, bên gì là làm gì nhỉ? Midwan đứng farm creep. Em nhìn thấy rồi nhá. Con sen tao nửa máu nhá. Em nhìn thấy rồi đấy. Dồn đam vào DP. DP vẫn còn một cái chi nữa. NP chơi một mình à? Sep trận đấu này anh chơi làm chơi gì đây? Máy à? NP vừa đi rát. Các bạn nhân viên ơi, không ai hỗ trợ cả. Trận đấu này Sep đang đúng kiểu chơi game một mình. Tôi đi rát. Đối phương TB về. Sep làm tất anh ạ. Còn cái khi mà rát thì đối phương TB về thì có nghĩa là lúc đấy thì ở phía trên chỉ còn lại 2-3 người thôi. Đúng rồi. Thì NP sẽ bay ra nhìn, để đánh nhìn thấy quả đấy có 2 người thôi mà. Nhưng mà không ai lại cho cùng cả. Sep chơi một mình. Luna đứng farm creep, em nhìn thấy con Centaur nửa máu. Giờ làm sao mà đánh được vào con DK với con Wet King? Nếu mà đã muốn thua thì và Undying sẽ chết thôi. Anh ta bây giờ trở thành food rồi. Một khi muốn thua thì rất khó có thể thắng. Là đã muốn thua rồi thì ui, có cả DD ở đây luôn. Sapsa vẫn đang đi đẩy lên. Red King cầm cho mình đó là một cái double dam rồi. Và anh ta có một cái giày bay 2 luôn nhá. Red King có giày bay 2. Rất cơ động. Vâng, ta lần 25 thì anh ta lấy thêm khả năng hồi máu. Chính từ cái double lắc của bạn nên tôi không nhầm. Phải tăng thêm giáp nhỉ. Không nhớ lắm, ta lần 25 của con DK này. Một rách lấy lại dành cho thành viên bên phía thì ta chi rồi. Vì mà không có cho mình NP như Undying thì không thể nào mà đép được. Đùa, trận này sau khi bao game nó kiểu gì anh ạ? Anh thấy OG đánh rất là rời rạc, họ không đúng có bắt tổng luôn. Họ cứ đi lẻ và chết thôi, trong khi lúc đấy họ đang dẫn đến 7-8 tiền. Ít nhất là 6.000. Mà họ không hề có ý định đi có bắt tổng hay gì cả, họ cứ đi lẻ từng người một và chết. Giành lại được một mạng vào Enchant. Ok, đây chỉ là sắp năm thôi. Và Viking dẫn 11.000 network rồi. Nó quay đầu từ khoảng độ gần 10.000 dành cho bên phía Viking, thì đâm một phát xuống 11.000 dành cho Viking luôn. Ôi rồi, Khezu lên hẳn một cái refresh off để cho nó cẩn thận luôn nhé. Boom vẫn đang nhìn thấy cho mình đó là Luna. Nhưng mà hình như Boom anh ta có đó là một cái Ninja Gear. Thấy biết là con Luna vách thì sẽ dùng Ninja Gear và lùi về luôn. DK cũng đang lên cho mình đó là một cái bát 2 cực kỳ lực. Ở đây Sep ơi, giờ làm gì? Thôi xong rồi đấy. Đấy, cứ thế thôi, cứ đi lẻ mà chết thôi. Bọn tôi không thích có bát. Bọn tôi thích đi lẻ, rát đưa tô chết lẻ. Và dần dần để cho trận đấu này chơi vào tay với phía Viking. Bây giờ đến top tan, NP rát dưới bot chết rồi, thì bây giờ lại là một con bắt rát ở trên top. Em thấy rất khó để có cửa để mà lật được trong game đấu này của OG ấy. Cái lineup của họ không thể nào. Thật ra nếu mà họ đánh thì vẫn được. Cái vấn đề mà họ đánh như này thì không lật được, họ phải đánh kiểu khác. Bất tỉnh hay không đây, nhấc lên ném ra và đã trợ giúp được Bắc lùi về. Ok, một pha xử lý tốt đến từ Saksa. Quan trọng là họ đánh như nào. Chứ live app này thì đúng là về late game là khó. Nhưng mà nếu mà họ
vẫn combat các thứ được thì vẫn có thể chơi, nhưng mà họ họ đâu muốn đâu, họ đang đi lẻ mà. Họ đang rác. Rác thì có thể lấy được lợi thế, để mà bảo rác mà vỡ hẳn nhà đối phương thì hơi khó đấy. Nguyệt King và DK đều đã sắm giày bay rồi. Họ tránh trường hợp bị rát. Đúng rồi. Họ sẽ cố gắng bảo vệ những cái công trình của mình thôi. À, tròn 300 like. À, 301 like rồi. Anh em cho lên 400 đi nào. 1200 anh em xem rồi. Chuột đang đặt rồi bạn Quốc Hoàng ạ. Ở đây. Ba thai, thôi bất tỉnh rồi. Lần này thì không có xác xa đứng đằng sau rồi. Bất tỉnh rồi anh em ạ. Dùng hình như cả Eco luôn thì phải. Chắc chắn. Bởi vì lúc đấy thì bên phía của team Vakin chồng CC hơi lỗi. Mà Echo thì dùng thôi. Bắc mà, có chính đối phương. Mà Bắc đang chết 90 giây, không thể có bài bánh. Bắc đẩy sâu thế làm gì, bởi vì cái rack đấy thì là ăn xong rồi mà. Ở đấy, xác xa bị lốc lên rồi. Và... thôi. Nó lại là hai chặt đến từ con Quyết Kinh mà thôi. Nó cứ thế thôi, game đấu nó cứ như này. Bên kia Vakin họ cũng không nhất thiết phải vội. Họ cứ đợi đủ đồ thôi. Quyết Kinh bây giờ sẽ lên thêm một cái Blink Agi. Em quên mất cái tên nó là cái gì. Sogit Blade. Sogit Blade. Có thể kết thúc game đấu này và cho tôi xem game đấu mới được không? Game làm gì vậy? Chứ game này xem trông nó lừa quá, xem nó bị khó chịu ấy. Họ làm gì ấy nhỉ? Lúc đầu là Viking bảo là, Kezu bảo là anh ơi thắng đi. Nhưng OG sau khi pau thì bảo tao không thích thắng, tao nhường mày. Mày đang cần điểm, ừ tao cho mày điểm. Mày đang tranh chấp cả Đích Ma đúng không? Đúng, ok. Hai lên thôi. Vâng, DP đang rắc ở trên top. Nhưng mà ES di chuyển về rồi. Không có creep. Mà quay creep ở mid đang tràn vào. Không biết là các thành viên bên phía team Viking họ sẽ về hay chơi tiếp đây. Kể dù vẫn đang cố gắng. Bạn lần này thì DP thành công với việc rắc được một cái melee break. Như anh ta lại chết ở đây rồi. Nó là bất tỉnh. Nó là bất tỉnh anh em ạ. Khó chịu dã man luôn. Ở đây Enchan có vẻ như sẽ là người bị bỏ lại thôi. Có creep. À bên kia có đớt, mà Enchan này chết mất thời gian nữa, nhưng mà xong rồi. Ông Kezu lại đứng lại đây để chết cùng. Và Kezu có refresh, anh ta có thể dùng để đi về hay không đây. Anh nghĩ là thôi, chết. Nhưng mà chết cũng không được. Sếp gọi, Kezu trả lời. Đúng rồi. Địa đã là đi nhưng mà nhá, anh nhìn rồi. Cái nhà của Viking GG. Nhà của Viking GG giờ gần giống cái sân bay rồi. Nó giống sân bay rồi đấy. Nó chỉ còn cho mình hai cái melee barrack ở mid cũng như là ở top thôi. Chưa biết thế nào nha. Nhà hơi giống sân bay rồi. Chưa. Ở gì vẫn chơi được. Họ vẫn đang thành công với cả chiến thuật rack của mình. Rack họ đang hơn. Trụ ngoài họ cũng hơn. Khi mà ở trên top thì họ vẫn còn trụ 2. Chết xong ấn refresh á. Mình không kịp nhìn quả đấy. Nhưng mà nếu mà quả đấy Kezu làm thế thật thì đúng là vãi lúa thật. Ở đây, Quét Kinh. Bật ulti Luna nhưng mà... hai mạng mà, có hớt mà, sợ gì đâu. Trong này thì ăn đây bạn dồn vào đến từ DK rồi. Nâu tail rất thất máu, anh ta sẽ phải nằm xuống thôi. Tiếp theo sẽ là ai đây? Thì hoàn bật BKB, anh ta bị kẹt lại với một cái Fixua. Ở phía bên này thì Quét Kinh đã mất đi cho mình mạng đầu tiên. Và cần người backup hay con Quét Kinh này không? Anh ta tự bật BKB và có thể lùi về được. DP bài bách ra và Kezu muốn đẩy lên với đàn ma của mình. Đây chỉ là một con Luna bóng đến từ Illusion Cape thôi. Andosan còn nửa máu. Nhưng bây giờ Viking họ sẽ ở trong cái thế. Nếu mà là Andosan thì sẽ là mất rách này. Còn DP đang rát rất nhanh ở dưới bot cũng như là ở trên top nữa. Quyết định Andosan thì đây là con Andosan có tất cả mọi thứ. Điện xanh, tính phách sạc, chi cũng như là Elite. Và họ sẽ phải lùi về đét thật nhanh. Tôi muốn xem hoạt cảnh ở mid cơ không. Mà chúng ta có combat ở đây, top săn đang muốn giữ chân các thành viên đối phương lại. Và anh ta đợi đứng coi được 3 người. Vẫn chưa về được đến từ Viking. Chỉ có một mình Quyết Kinh đang đép ở nhà thôi. Khi Bắc lần này anh ta đẩy lên quá sâu rồi, có Echo. Và top săn vẫn đang sống sót với cái face ship của mình. Anh ta di chuyển ra được với một cái Lutut off. Quan thì đang lém rất đau nhưng mà cái lượng đau vẫn là chưa đủ. Cái con DK nó đang khỏe quá và DP của Sep đã có mặt rồi. DK đang bất tỉnh và anh ta sẽ mất đi cho mình một cái Aegis thôi.
phía bên này thì sao? Quyết King cũng đã có mặt để dồn đam vào người của Midone rồi. Midone ơi, bật BKB lên, Midone ơi, vẫn còn BKB cả nhưng anh ta không muốn dùng. Và bây giờ là lúc để dùng lại, Midone ơi, đúng rồi, dùng bác lên. Nhưng mà Midone thì đang bị quay bởi 4 người. Và anh ta đang được hồi máu đến từ Undying, vẫn đang sống sót đến bên Midone, nhưng mà anh ta đã chết ở đây rồi. Divine bảo kiếm tặng anh hùng, Quyết King sẽ là người cầm cho mình món đồ này và thôi. NP dieback, Undying không đủ tiền buyback. Và đó là có bắt chiến thắng dành cho các thành viên bên phía của team Viking. Bây giờ họ sẽ lùi về đép và đẩy lên một turn cuối để có thể kết thúc trận đấu này mà thôi. Họ có cho mình một cái Aegis. Sau đây Tom Sun vẫn đang diễn, và diễn với chúng tôi này. Sơ tan DK và chết ở đây rồi. Đó là cái mạng không, anh ta vẫn còn buyback. Nhưng nhà thì sao? Những cái nhà thế thôi. Bên phía của Viking vẫn còn có cho mình hai cái mini barrack. Vâng, một con bát rất dài và DK anh ta muốn đẩy ở thời điểm hiện tại. Đối phương đang thiếu rất nhiều người và họ sẽ tràn lên để bút mà thôi. Quyết King đang cầm Divine rồi. Rất mạnh. DK thì đã có cho mình nó là một cái MKB rồi. Park thôi. Anh ơi, Park dieback. Nó lại là bất tỉnh. À không, lần này ta tỉnh được. Kịp. Luna đang ulti. Ôi. Đài bánh. Và thôi, bây giờ là 2 đánh 4. Một mình Midone thì đánh kiểu gì đây? 2 đánh 4 khi trên không. Người một con Quyết King này có đi vài. 1 đánh 4 rồi anh ạ. 1 đánh 4 thì nó là kết thúc rồi. Trận đấu này sẽ dành cho bên phía Viking GG thôi. Không thể nào mà lật được nữa rồi. Không phải là Viking đánh quá hay, mà là OG họ tự thua ở trong trận đấu này. Thì rõ ràng cái chiến thuật trước đó của họ đang là sở tích út rất lợi thế. Cuối cùng họ chuyển sang chơi rát tự và họ chết lẻ. Tự họ đi, đúng, tự họ ném đi trận đấu của mình này mà thôi. Và Midone thì bây giờ không thể nào mà đủ đam để đánh nhau nữa rồi. Anh ta không còn Divine nữa. Xác xa lấy thân mình ra để đỡ nhưng cũng không làm gì được. Và game đấu đầu tiên dành cho bên phía Viking GG. Vâng, cười rất tươi đến từ vị trí của xác.